Thưa quý vị, mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được trao cho người nghèo ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ là mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là được xây dựng từ sự yêu thương, chia sẻ, chung tay góp sức của cộng đồng, nhằm tạo động lực giúp họ vững tin và luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Mùa mưa năm nay, gia đình anh Đoàn Văn Vũ không còn phải lo lắng và an tâm hơn trong ngôi nhà đại đoàn kết khá khang trang và vững chắc. Anh và mẹ anh mắc chứng bệnh viêm mạch huyết khối tắc nghẽn đã nhiều năm. Hiện các khớp tay và chân của anh Vũ đã dần bị hoại tử, không thể lao động. Cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn. Rồi là mình cũng lâu năm dữ rồi hả? Dạ, em năm 31 tuổi, giờ em 14 năm, mẹ cỡ 20 năm rồi. Cái chân của em hôm đó cũng vậy phải không? Bắt đầu dạ, từ nó làm con ngón cái chị cắt rồi, đầu nó không lành á. Tính đâu có tiểu đường, giờ hỏi bác sĩ là không có, nhưng mà sao không biết. Nó không lành. Em cắt được 2 chập rồi, chập này cái chịu không nổi, bác sĩ kêu cắt ngang đây. Bây giờ mình cũng cố gắng đi, ở đây thì địa phương với lại bà con xóm giềng rồi cũng chăm lo quan tâm cho mình. Cả đời em giờ chưa nghĩ tới, tại vì mình nghèo rồi, bệnh hoạn gì nè, mình ở nhà sập sệ đó, cũng nhờ chính quyền địa phương, xã rồi, cô chú quan tâm, giúp đỡ cho em được số tiền sửa nhà lại, em rất mừng chị, vui lắm. Trước hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, bản thân già yếu, đơn thân không nơi nương tựa của bà Lâm Thị Tôi cũng được xem xét hỗ trợ để xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết kiên cố. Vậy là mùa mưa năm nay, bà không còn phải che chắn hứng nước dột trong ngôi nhà tạm bợ mỗi khi mưa gió. Hồi đó đi mần có mướn, đi mần này kia, giờ hết mần rồi, hai vợ nhất, nhờ nhà nước. Chứ làm sao cắt nổi, lo cắt được cái nhà ở kính mưa kính nắng đó, cũng mừng lắm. Hàng năm thì chỗ mặt trận phường cũng phối hợp với các cái hội đoàn thể, cũng như đặc biệt là các cái khu vực để rà soát các cái đối tượng ở khu vực địa bàn dân cư á, là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để mình xem xét rồi mình lên danh sách rồi mình tham mưu cho ủy ban chọn những cái căn nào khó nhất. Nhưng mà khi mà thấy bà con được hỗ trợ cái nhà mà vô mà ở trong cái căn nhà mới đó, mình cảm thấy rất là vui, mình mừng, mình vui theo cái niềm vui của gia đình. Gia đình vui bao nhiêu là mình cũng vui bao nhiêu. Nên từ chỗ đó là cái công tác mà chăm lo mà về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó, thì phường rất là quan tâm. Thông qua Quỹ vì Người Nghèo, sự hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân nhà hảo tâm. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã xây dựng và trao tặng 24 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được trao cho hộ nghèo không chỉ mang đến niềm vui về nơi ở ổn định, mà còn tạo động lực để họ luôn phấn đấu và có cuộc sống tốt đẹp hơn.